Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình tin tức nóng hôm nay. Mấy ngày hôm nay thì cộng đồng mạng đang sôi sục về một người giám đốc trẻ Phùng Thị Nghệ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Việt Hưng Phát đã bị bắt. Sau khi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam bị bắt thì sau mấy ngày đó, gần đây là nhiều những người giám đốc, những người nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng lại tiếp tục theo bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Sau bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì ông Trịnh Quang Quyết, một trong những giám đốc cổ phần của một công ty về lĩnh vực chính khoán của thị trường Việt Nam, thì tiếp theo đó bị bắt. Và mấy hôm nay thì lùm xùm cái việc tập đoàn của công ty Tân Hoàng Minh, đó là ông Đỗ Anh Dũng đã bị bắt. Thì hôm nay bà Phùng Thị Nghệ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Việt Hưng Phát, bị nhiều người tố cáo lừa đảo thành lập ngân hàng ngoại hối đoái Việt Nam để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Nhiều khán giả bình luận cho rằng năm nay là năm được mùa của những người làm kinh doanh nổi tiếng từ bấy lâu nay, thậm chí là hơn 20 năm qua. Tập đoàn của Tân Hoàng Minh rất là uy tín, thì sau đó ông cũng đã bị bắt. Còn bà Phùng Thị Nghệ tuổi còn rất trẻ nhưng mà đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng rất là tinh vi. Cụ thể ngày 6 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam bà Phùng Thị Nghệ, sinh năm 1985, ngụ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của công an thành phố Hồ Chí Minh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Được biết, cái tên Phùng Thị Nghệ là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Hưng Phát và bị nhiều người tố cáo lừa đảo lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản nhiều người trong suốt thời gian qua. Trước đó thì bà Trương Bạch Tuyết, ngụ ở quận 7, cùng nhiều người khác đã nộp đơn tố bà Phùng Thị Nghệ. Trong đơn tố cáo, bà Tuyết nói rằng bà quen biết vợ chồng của Nghệ và cũng là hàng xóm 20 năm qua. Ban đầu Nghệ giới thiệu có mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực xăng dầu và đổi ngoại tệ, rồi rủ bà Tuyết góp tiền vào làm ăn. Sau đó là bà Tuyết vì hàng xóm với nhau luôn luôn tin tưởng Phùng Thị Nghệ. Tuy nhiên tuổi của bà Tuyết lớn hơn Phùng Thị Nghệ, nhưng sự tin tưởng hoàn toàn, trao hàng trăm tỷ đồng. Do tin tưởng người bạn nên bà Tuyết góp tiền, sau đó góp thêm là 56 tỷ đồng để mua lô xăng dầu. Sau khi bà Tuyết tin tưởng, Nghệ tiếp tục thông báo ý định mở ngân hàng ngoại hối đoái Việt Nam và mời bà Tuyết tham gia để góp vốn trở thành cổ đông sáng lập với cổ phần khoảng 10% để thực hiện các hành vi lừa đảo của mình và mưu toán của vợ chồng Nghệ. Thì bà Nghệ này tiếp tục huy động nhiều người với tổng số tiền là 100 tỷ đồng. Cái số tiền không hề nhỏ quý vị khán giả. Để cho bà Tuyết không nghi ngờ, Nghệ còn yêu cầu gia đình bà Tuyết đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng và gửi cho con bà Tuyết sang để thử việc một ngân hàng khác. Cái sự tin tưởng của bà Tuyết đối với Phùng Thị Nghệ hầu như là tuyệt đối. Trong suốt thời gian dài thì cái số tiền lừa đảo tới hàng trăm tỷ đồng. Qua nhiều lần hứa hẹn nhưng không thấy bà Nghệ thực hiện, bà Tuyết tìm hiểu thì phát hiện việc thành lập, huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng của Nghệ là bịa đặt, không có sự thật. Trụ sở của công ty vợ chồng bà Nghệ cũng không còn hoạt động. Có nghĩa là trước đây thì Phùng Thị Nghệ có một cái địa chỉ công ty hoạt động, thành lập rồi ngủ ghê bà Tuyết và lừa đảo của những người khác nữa. Bà Tuyết đã lập phi bằng về hành vi của bà Nghệ. Khi đó Nghệ xác nhận có vay của vợ chồng bà Tuyết là tới 260 tỷ đồng. Kính thưa quý vị khán giả, cái số tiền không hề nhỏ. Những người giàu có, cái số tiền mà hàng trăm tỷ đồng thật sự mà khi lừa đảo một cách trắng trợn như vậy, tài sản không còn, cuối cùng thì họ cũng trắng tay. Do Nghệ né tránh nên bà Tuyết đã đến công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo. May là bà Tuyết tố cáo Phùng Thị Nghệ, không thì vợ chồng chị Nghệ này đã tìm mọi cách lừa đảo nhiều người khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân
tổ chức nào bị bà Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo và cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ công tác điều tra xử lý. Sau khi bà Phùng Thị Nghệ bị bắt thì cộng đồng mạng có những cái bình luận trái chiều và đồng thời họ có những đưa ra ý kiến riêng của mình. Một người có trong tay 260 tỷ đồng, đâu có khờ, cái gì cũng có nguyên nhân và uẩn khúc của nó. Đừng bao giờ dạy nhà giàu cách chi tiền cho dù đúng hay là sai. Làm giàu không khó, đây là tư duy, tư tưởng sống sang chảnh từ nhỏ, nên việc kiếm tiền bằng cách đi lừa là nhanh và nhẹ nhàng nhất. Vào tù đếm lịch đi em nhé. 260 tỷ đồng làm ăn góp vốn như đồ trò đùa, truy khối tài sản của bà Tuyết và truy thế của bà Tuyết nữa. Đó là một khán giả đề nghị. 260 tỷ đồng kiếm dễ quá vậy, chắc hứa cho vay lấy lãi cao cho nên xảy ra câu chuyện như thế này. Lòng tham con người không có giới hạn, sẽ vào vòng lao lý. Bạn hàng xóm mà 20 năm thì họ quá rành người như thế nào, thế mà bị lừa mấy đâu. Hên quá tôi không có nhiều tiền, nếu có tôi góp vài tỷ đồng là tiêu rồi. Đôi khi không tiền cũng đỡ tức bị lừa nhỉ. Và ý kiến của một vị khán giả khác: cứ ở đời nếu không là ruột thịt, thường chẳng ai không cho ai cái gì, là có thể là mắc lừa hoặc là mắc sai lầm nào đó. Vì họ không ruột thịt với mình, lời tin tưởng đó là khó mà giữ được lâu dài. Đó là một số vị khán giả đã chia sẻ. Và chính bản thân Phương Văn cũng như mọi người chắc cũng vậy. Mình không có tiền nhiều, chứ nếu mình có tiền nhiều thì mình cũng không tin tưởng đến nỗi là như vậy đâu. Cái số tiền nó quá lớn. Bà Tuyết này có hàng trăm tỷ đồng mà không biết dùng vào việc gì nên đưa cho vợ chồng bà Nghệ xài giúp. Không biết bà Tuyết làm gì mà có số tiền lớn quá vậy, nhưng lại bị cho ăn một quả lừa quá đau đớn. Đề nghị công an vào cuộc để xem bà Tuyết làm gì có nhiều tiền thế này. Và có nhiều anh chị em nói là tôi đi vay 1 triệu đồng còn khó, chứ huống chi mà lừa mấy trăm tỷ đồng mà dễ dàng quá. Bà này tuổi còn trẻ mà tài cao đấy. Nếu như tôi có vài tỷ đồng thì tôi góp cho bà này, chắc có lẽ là tôi cũng nằm trong số các người gửi đơn tố cáo. Có nhiều người bình luận cái vấn đề này cũng rất là vui. Có nhiều người nói may tôi không có tiền, chứ nếu tôi có tiền thì là tôi cũng góp vào, hoặc là tôi không có tiền cho nên là tôi cảm thấy nó đỡ tức hơn những người giàu có. Hiện tại thì họ có trong tay hàng trăm tỷ đồng, nhưng mà cái số tiền tỷ không phải là dễ dàng quý vị khán giả. Đôi khi họ làm ăn góp vốn gì đó rồi một lúc nào trắng tay thì lại trắng tay, hết sức là đau khổ. Và những người đi lừa và vi phạm pháp luật thì trước hay sau gì cũng không thể nào thoát tội được. Giống như tập đoàn Tân Hoàng Minh đó quý vị khán giả, trong suốt 20 mấy năm vừa qua tới ngày hôm nay thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Đỗ Anh Dũng, đó là tập đoàn Tân Hoàng Minh mà trước đây đại gia này cũng từng cặp với người mẫu chân dài. Xin quý vị khán giả hãy theo dõi video tiếp theo Phương Văn chia sẻ về tập đoàn Tân Hoàng Minh và chia sẻ về mối lương duyên của tập đoàn Tân Hoàng Minh với một cô người mẫu, người hoa hậu nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép quay trở lại câu chuyện của bà Phùng Thị Nghệ, sinh năm 1985, tuổi còn trẻ. Theo điều tra ban đầu thì bắt đầu từ năm 2021, công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn tố giác bà Phùng Thị Huệ và chồng của bà đang thông qua các mối quan hệ để huy động vốn của nhiều người thành lập ngân hàng. Sau đó nhiều người đã chuyển cho vợ chồng Nghệ hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên việc thành lập ngân hàng chưa thấy đâu, mà các cổ đông góp vốn không thể liên lạc được với vợ chồng Phùng Thị Nghệ. Không những thế, trụ sở công ty, nhà riêng của vợ chồng Nghệ, cửa đóng then cài, bắt đầu có sự nghi ngờ quý vị khán giả. Cụ thể ngày 30 tháng 7 năm 2021, công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra. Cho đến nay thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bị can Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo chiếm đoạt 650 tỷ đồng của nhiều người. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị những cá nhân, tổ chức mà từng bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì phải trình báo cho công an, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng để tiếp tục phục vụ điều tra và xử lý. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin chúc quý vị khán giả một buổi tối bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.